Tây Ban Nha đón Giáng sinh trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, tin từ Madrid. Người Tây Ban Nha vốn có thói quen chi tiêu nhiều nhân dịp lễ cuối năm. Vậy mà, từ khi có cuộc khủng hoảng kinh tế, ngân sách dành cho Noel của họ đã giảm đến 40%. Trong xã hội thì ngày càng có nhiều người rơi vào cảnh khốn cùng, khiến cho người dân nước này phải cân nhắc chi tiêu. Theo một nghiên cứu chi tiêu của người Tây Ban Nha, cho lễ cuối năm thấp hơn 40% so với cách đây 5 năm, sức mua tại Tây Ban Nha cũng đã giảm đến 11%. Khung cảnh Giáng sinh tại Tây Ban Nha trong mùa đông năm nay, đường phố ít đèn trang trí hơn, tiệc của các công ty đơn giản hơn, bữa ăn gia đình đạm bạc hơn, quà cáp cũng không còn nhiều. Một viên chức nước này cho biết bữa ăn Noel là thiêng liêng nên mọi người không thể bỏ qua. Tuy vậy, mẹ của ông phải mua thức ăn trước một tháng vì sợ gần đến ngày Giáng sinh thì giá cả sẽ leo thang. Còn về quà cáp, viên chức này thừa nhận do bị cắt tiền thưởng theo chính sách khắc khổ của chính phủ, nên những viên chức như ông đều phải chi tiêu dè dặt và hạn chế quà tặng. Thượng viện và Hạ viện Tây Ban Nha đã quyết định không tổ chức tiệc Giáng sinh như mọi năm. Việc này mang tính biểu tượng cao trong giai đoạn mà có đến 25% người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp. 1,7 triệu gia đình có tất cả các thành viên không có việc làm và 600.000 gia đình hoàn toàn không có thu nhập.